Tại Điện Biên Phủ, được Mỹ giúp sức, không quân Pháp đã tập trung hàng trăm máy bay các loại tăng cường đánh phá các trận địa của ta. Tại trận địa Pa Luông, đại đội 829 thuộc tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367 bắn rơi một máy bay B-26. Trong khi đó, tại trận địa Khe Chốt, đại đội 817 thuộc tiểu đoàn 383, trung đoàn pháo cao xạ 367 cũng bắn rơi một máy bay B-26, bắt hai phi công. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1954, các đơn vị thuộc trung đoàn pháo cao xạ 367 còn bắn rơi một số máy bay địch. Trung đoàn pháo cao xạ 367 là nòng cốt của lực lượng phòng không chiến dịch. Trong toàn bộ chiến dịch đã bắn rơi 52 máy bay địch, gồm 9 kiểu loại và bắn bị thương 117 chiếc khác. Cũng trong ngày 26 tháng 4 năm 1954, Hội nghị Geneva bàn về Đông Dương và Triều Tiên khai mạc. Dù quân ta thu được nhiều thắng lợi, ưu thế binh lực hỏa lực của ta ngày càng tăng thêm. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc đó, tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực lại xuất hiện. Nó thể hiện dưới hai hình thức. Một là ngại thương vong, ngại tiêu hao, mệt mỏi, ngại khó, ngại khổ. Hai là chủ quan, tự mãn và khinh địch. Chiến trường rất ác liệt, điều kiện sống thì rất khó khăn. Mà lúc đó lại mùa mưa xuống rồi. Có thể nói rằng là nó làm cho tư tưởng của một số cán bộ chiến sĩ chúng ta có tư tưởng gọi là dao động, hữu khuynh. Bộ Chính trị ngay lập tức ra chỉ thị củng cố tinh thần, sự quyết tâm của tất cả chiến sĩ. Trong một hội nghị đại biểu đảng ủy, các đại đoàn và các cơ quan, chúng ta đã triển khai một cuộc đấu tranh tư tưởng nghiêm túc, sâu sắc, phê phán không nhân nhượng những biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh. Sau hội nghị trên, một cuộc giáo dục và đấu tranh tư tưởng được triển khai sâu rộng từ các cấp ủy đến chi bộ, từ cán bộ cho đến chiến sĩ trong tất cả các đơn vị tham chiến. Thì lúc đó chúng ta phải tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ rõ được và nâng cao được cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ và khẳng định được cái quyết tâm là gì. Chúng ta sẽ giành được toàn thắng, tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ. Và sau đó là chúng ta đã tiến hành các hoạt động, ví dụ như là meeting ngay tại trận địa, hoặc là gì, hoặc là tổ chức là phê bình, tự phê bình, rồi là rút kinh nghiệm, và đặc biệt là như tôi đã nói, tức là gì, là giáo dục và kiểm tra ý thức kỷ luật chiến trường cho cán bộ chiến sĩ. Tức là cái ví dụ kỷ luật ăn ngủ, không ạ, đi lại sinh hoạt, rồi là đào hầm hào. Hoạt động giáo dục và đấu tranh đó là một thành công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ. Đây là một thành công lớn nhất của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Nó đã đưa lại những kết quả to lớn, là những biểu hiện của tư tưởng sai lầm đã được đẩy lùi, niềm tin được củng cố, tinh thần quyết chiến, chiến thắng được nâng cao để tạo nên khí thế mạnh mẽ bước vào đợt tiến công thứ 3.